xong đầm đều lên. Tiểu Ngư lại lao đầu cung gờ mạnh hào này, 7E thôi, ngon. Còn tóm gọn tơ cung này của Tiểu Ngư luôn, và 7E là quá ra đây, thủ chia sẻ và mạnh hào. Ok rồi, bắt được quân Tiểu Ngư và đang... Đây là bãi quả đầu đấy. Chim sẻ, một bãi quả sát mép bản đồ có 1, 2, 3, 4, 5, 6 cây. Một bầy hiêu sát mép luôn này cho em. Có một bầy hiêu 4 con ở đây nữa. Và đang muốn lùa hiêu ra đến từ thủ chim sẻ trong trận đấu này. Lùa mấy con hiêu này về để có thể cơ cấu đánh bài tàu, đi tìm rừng thôi. Lùa hiêu ra luôn. Đây, bầy hiêu đang nhảy ra đây rồi. Tạm thời cứ đưa một con về trước, đưa một hai con về trước là ok mà. Rồi xả bầy hiêu này và tìm vị trí đẹp đóng BGS đầu thôi. Một cái rừng dừa cạnh nhà của thủ chim sẻ. Phải đóng hai nhà rất là gần nhau. Rồi hai con hiêu về lại nhà chính. Phải đóng S ra bên ngoài mặt 6 giờ. Nó khá là xấu đấy thủ chim sẻ đóng với chiếc S đầu tiên này. Rồi chào tất cả anh em đang xem nhà, rất mong anh em có thể cho tôi xin một like, nút chia sẻ video livestream để cổ vũ bộ đôi chim sẻ nắng và thủ mạnh hào trong buổi sáng buổi chiều ngày hôm nay. Thì đang đối đầu với bộ đôi Tiểu Thị Ngư và thủ Chiến Tướng đến từ cộng đồng Ai Trung Quốc. Chúng ta đang để các bạn dẫn trước với tỷ số 3-0 ở trong nội dung cung RC. Buổi chiều ngày hôm nay chúng ta sẽ có hai nội dung thi đấu, đó là cung RC và cung RAC. Chúng ta để các bạn dẫn trước 2-3-0 ở trong nội dung cung RC rồi. Rất căng. Bài đánh bài tàu đấy thủ chim sẻ và đây là máy cái thủ mạnh hào. Trận trước thì Mạnh Hào đi dâng Nga nhưng hơi đáng tiếc khi mà anh dâng Nga lại chết mất dần. Trận này thì sẽ đang có hai cánh rừng gần nhà, một cánh rừng hướng về mặt chính đó là rừng thông và một cánh rừng dừa bên dưới. Đây là máy thủ Mạnh Hào vài đấu mà đánh BG. Quả đầu 6 cây, bầy hiêu đầu có 6 con. Và đang giải quyết những con hiêu bầy hiêu đầu của mình. Cánh rừng thông hướng về mặt 9 giờ đến Mạnh Hào. Thêm một cánh rừng nữa, nói chung là rừng nhà Mạnh Hào đang khá nhiều. Nếu mà Sang đánh cung chém thì xin giết tuổi đối bạn luôn đấy. Nếu xem đánh cung chém thì có lẽ là không cần Mạnh Hào anh em ạ. À không cần chim sẻ này đang thi đấu thì mình nghĩ là một game thủ khác ở bên cộng đồng Việt Nam chúng ta đã có thể chơi đội bạn. Vài xe có chém và nó khác biệt hoàn toàn thôi với cái xe đánh cung R nha anh em. Nếu như xe đánh chém đánh bài 22-23 dân kích 9 sớm và sang chém đội bạn thì gần như là không cửa đối phương luôn. Mình nghĩ chỉ cần bộ đôi Mạnh Hào Anh Huy thôi là có thể xả được bộ đôi này nếu như có bài kiểu đánh một cung một chém. Bài đấu Mạnh Hào đang có voi và có quả phụ ở trận đấu này rồi. Bình luận viên này ôm bom cảm tử rồi à? Ok anh. Vâng, nói chung là cứ ôm bom trong những kèo giao hữu này trong vào giải tháng 7-1 thì vẫn ôm bom thoải mái được. Đưa con voi này về, đây là con voi đầu tiên. Nếu Mạnh Hào và quả phụ đã có thì cho anh. Bãi quả phụ dường như có 5 cây ở mặt giữa hai nhà thôi. Mạnh Hào văn hưởng, ok. Đây là máy quay thủ chim sẻ. Có voi rất xa và đây sẽ là vị trí đóng S2 tại một cánh rừng thông ở đây và đang câu một voi này về. Một voi rất xa đến từ thủ chim sẻ. Trong buổi chiều ngày hôm nay thì đang đánh online với các thủ đến từ Trung Quốc nên mình đang có cả tiếng game của hai màn hình máy chiến thắng cũng như là Mạnh Hào luôn. Bài đấu mà sẻ cũng đã có quả phụ rồi. Nó đưa voi về. Một con voi hướng ở mặt 6 giờ và nó sẽ chuẩn bị đổ đèo. Bấy nhiêu đầu thì đưa về được 3 con rồi. Sau đó con voi này nó phải về nữa. Thì ép đời nó sẽ tốt hơn rất nhiều. Đấy từ vụ chim sẻ. Voi rất xa và vẫn có thể câu về được nhà chính cho mình. Tình huống câu voi rất nuột đấy từ chim sẻ. Vừa nói xong thì nó húc cho phát. Bài đấu mà mình nghĩ là sẻ vẫn sẽ đánh 25 dân thôi. Và như vậy đánh 26 dân trận đấu này để ép đời chuẩn hơn. Đánh 26 dân ép đời chuẩn hơn. Và sẽ có chiếc bet thứ 3 kích đời 7 phút 4x với bài 26 dân xe. Ấy, sang 751 ạ. Đấy, hơi có một chút lỗi. Và là tìm vị trí đóng chiếc S thứ 3, đây là S3. Và lùa nốt con hiêu 7 hiêu đầu về. BBBM bo mặt giữa hai nhà và nếu được thì khung hai nhà với nhau là binh luôn. Nếu được thì hãy khung hai nhà với nhau. Đang dò mặt giữa hai nhà để có thể cơ cấu bo nhà rồi. Con hiêu nó không nhảy ra anh. Khá là khó chịu. Dò sang mặt giữa hai nhà đây, có anh rừng đây. Đây, dựa vào đây khung hai nhà với nhau này. Đây, BBBM căng ngang chỗ này đi. Ôi, có voi này. Nào đấy, có BBBM ở đây không? Vậy đó đang muốn câu voi về và đưa hai dân khác lên đóng nhà điều kiện. BB ở đây, đưa thêm con voi về, có lực luôn. Thua vậy thôi, vào giải để vã người ta 7-1 à. Đỏ ăn tất anh em ạ, đỏ ăn tất. Nhưng mà đánh cung R với Trung Quốc nó vẫn khoai. Và cặp đôi này là Tiểu Thị Ngư Chiến Tướng chứ đâu phải những con hàng mềm. BM và chưa có dân đóng A đấy, thủ chim sẻ. Đây sẽ là BA. Cộng 1 dân nữa, 4 dân đóng A luôn, 2 dân đóng M. Cộng 1 dân ra đây rồi.
Vâng, kích đời 10 phút 17 với 26 dân cộng 1 dành cho đội chim sẻ nắng và khung hai nhà với nhau. Đây là màn máy của game thủ Mạnh Hào. Anh đang bo bế mặt 12 giờ. Khung nhà với đội chim sẻ. Sẻ bo mặt giữa nhà rồi. Và phải làm cách nào đó đừng để đối phương lọt mặt giữa nhà là được. Thế từ Mạnh Hào. Sẻ tôi qua đi massage sao hôm nay nghe mềm quá. Massage làm gì nó mở đâu anh. Ủa, làm gì nó mở massage nào đâu. Đang ở nhà trông vợ này. 12% đấy chim sẻ bên kia thì chiến tướng là người lên đời sớm nhất bản đồ với bài đánh 26 dân 9%. Đây là đối thủ chiến tướng. À, đang bắt đầu ngồi xóa ruộng đây rồi. Bò hai lớp luôn. Cảm ơn anh Danny C. Lead đã gửi tặng cái thủ Mạnh Hào 10 sao nha. Thank you bro. Quay trở lại máy chim sẻ. Và đang ngồi xóa ruộng này. Đen BG tăng Nga rồi. Bò bế mặt 6 giờ này. Dựa vào con vực và cánh rừng. Ở có rừng đây luôn. Đang bánh xe. Ngồi xóa ruộng xong dần đều thôi. Thêm mấy hiệu nữa. Sao mấy bản đồ không biết được kín hay chưa. 4A. Trong trận đấu này. Bài này thì hoàn toàn có thể đánh 4A xong dần được. Không nhất thiết là phải cứ mặc định là 5A. Ok, thank you Dennis Lead đã gửi tặng Mạnh Hào 50 sao nha. Bò bế mặt 6 giờ. Một bài đấu mà đội bạn lên đời sớm hơn chúng ta đến từ vị trí nguyên thủ chiến tướng. Trong đó Tiểu Như lên đời cũng bình thường với chim sẻ nắng thôi. Hai dân làm một ruộng kìa. Kéo dân vào trong. 4A đều, nâng công nghệ sớm. Đều 4A rồi. Và ngồi xóa ruộng thôi. Bò bế mặt 6 giờ, một dân đào vàng luôn. Với việc đen BG đi thì sẻ đang không có nhiều đất để vẽ ruộng. Em sẽ phải chờ gỗ dồn lên đóng một chiếc BG chay. 4A đã có và đẩy sang mặt giữa hai nhà. Tân 2 đang chưa đều. Rồi một con ra hơi muộn thôi. Bò dần BE mặt này. Đánh cung rồi xem thì chúng ta cứ cho một dân đóng nghe anh em ơi. Đưa sang phía nhà Mạnh Hào. Và đây là BG chay để xóa ruộng. Cho anh cá hồi nhá luôn anh. Anh mới đổi avatar. Tên cá hồi luôn này. Em tưởng anh tên Facebook là cá gỡ. Hơn 2 đứng thủ. Nói chung là đánh 4A thì cố gắng lên gỗ 2 sớm và sóc dần đều. Dành cho cái thủ chim sẻ. Và đây nhà BA đến chiến tướng. Ôi trời, có tơn tạt luôn rồi. Ở nhà thì đang có cung gờ Mạnh Hào bắt tơn quân tạt đến từ đội bạn. Hộ chim sẻ nắng luôn. Chưa thấy Tiểu Như đâu, chiến tướng dâng Nga ở trong trận đấu này. À không không không, không hẳn đi dâng Nga. Không biết là có dâng hay không. À không, đánh tại nhà đóng A cao thôi. Không phải bài đi dâng A đấy chiến tướng. Ơi, chỗ này vẫn hở này. Khá nguy hiểm. Và chim sẻ nắng đã phát hiện ra vào khu vực này, nâng gỗ 2 rồi. Đây là bàn máy của Mạnh Hào. Bài đấu mà nâng gỗ 2 từ phút 16 đến từ chim sẻ. Trong đó Hào đang bắt nốt mấy con cung R đến mọc máy mặt giữa hai nhà. Có vài cung R chiến tướng thôi, chỉ như đến lượng quân ở nhà Mạnh Hào thoải mái. Để đỡ và hơn nữa chúng ta còn đứng trên dốc để chơi đối phương. Đội bạn đang chạy theo phía nhà chim sẻ rồi. Và để cung R lẻ nó rỉa dân thì anh Hào ơi. Bắt chết nó đi. Kìa sẻ gặp quân kìa. 58 đó là tham gia hiện tại đây là Mạnh Hào. Để đội bạn lọt một tên hơi ảo ma Canada. Đấy, cung R cuối cùng của cái thủ chiến tướng đây rồi. Chết luôn. Bắn máy cái thủ chim sẻ với thế bài hai nhà ôm nhau như thế này thì chúng ta sẽ đánh phát triển với đội bạn. Một cung R đang lọt vào trong nhà chim sẻ nắng. Và sẻ đang có tên lọt ruộng chính của Tiểu Tử Ngư. Ngon. Mất đạo vẩy E đấy nhá. Không biết là sẻ có để ý là mình đã mất đạo vẩy E đấy chưa. Tiểu Ngư đang kéo quân về bắt. Tham lai 64 với cái bài đấu này của cái thủ chim sẻ. Đây rồi, nhớ lại đạo để vẩy E đây rồi. Tên ruộng. Và nhìn qua những khoanh ruộng nó hơi loằng ngoằng nhỉ. Bó mặt giữa nhà không? À, đứng quân kề ở đây luôn rồi. Con cua đi công đã bị to. Tham lai là 6x với bài đấu này. Vẫn đang đứng quân ở nhà thôi. Còn đánh thế phát triển đến cả hai game thủ chúng ta. Mạnh Hào tham lai 76. Anh đang rất to. BA trên dốc và 5-6 nhà BA đều đi Mạnh Hào. Chiến tướng đang không công vào được nhà Mạnh Hào trong trận đấu này nhá. Hào đang tăng A điên cuồng này. Khỏe phết nhờ. BC luôn rồi. Đào vàng chưa. Đơn đi quân đến Mạnh Hào vừa bị đội bạn hạ gục một cung R. Nâng cấp đầu máu luôn.
Đây cũng là tiểu tướng và chiến tướng. Hai tên còn lại ở đây. Đá đông quần về phía đối phương. Một mình mạnh hào thì mình nghĩ là hơi khoai, lùi đi. Tớ ăn vẩy e bây giờ. May là tên này không bị giải e. Đó, chỉ có bị lỗi kìa. Tăng thêm BA đến mạnh hào, tham lại 7x. Và mạnh hào lại đang có lợi thế ở trong trận đấu này với cái thủ chiến tướng. Trong đó thì chim chiến đang đấm tiểu tướng ngư được cái chắc luôn, đúng là như vậy. Sẽ tham lại 76 rồi, cũng đang tăng A và dí đều lên là tiểu tướng ngư. Có quân chiến tướng đây nhưng mạnh hào ở ngay phía sau. Con này chúng ta sẽ phải chơi quân với nhau thật sự là tốt để chơi đội bạn. Một chiếc nhà chính đều có thể xóa ruộng dành cho cái thủ chim chiến đang đang bản đồ luôn. Ốp thẳng vào BA của cái cầm 1. Tiểu tướng ngư đang mang quân ra đây để hỗ trợ thủ BA cho chiến tướng. Nhưng lượng quân chúng ta vẫn đang có là rất đông và chúng ta sẽ đẩy đều quân lên nhà đội bạn. Khi mà không có ai đi móc máy nữa cả. Tiểu tướng ngư chiến tướng đều đang đứng thủ nhà hết. Chẳng có ai có tay để đi móc cái này cả. Vâng, điều đờ thôi. 73 đó, thằng này hiện tại đấy chia sẻ. Mạnh Hào đang đẩy từ mặt 12 giờ xuống. Trong đó sẽ đang công từ mặt giữa bản đồ vào. Còn kia một quân cần phải chuẩn chỉ với cùng là hai tuyển thủ chúng ta. Đầu máu đã lên xong đấy, cái thủ chia sẻ và Mạnh Hào cũng sẽ có đầu máu rồi. Để mắc binh công nghệ đời ba. Đánh nhau với tiểu tướng ngư và chiến tướng. Vâng, bung nhà chính ra rồi, xong gần đều lên. Tiểu tướng ngư lại lao đầu, cung gờ Mạnh Hào này, 7E thôi, ngon. Vâng, tóm gọn tân cung này của tiểu tướng ngư luôn, pha 7E là quá ra đây, thủ chia sẻ và Mạnh Hào. Ok rồi, bắt được quân tiểu tướng ngư và đang có tình huống lọt nhà đến Mạnh Hào, đây là mặt máy của anh đang lao vào trong nhà chiến tướng với những tình huống tách cung R để móc máy dân đội bạn bên trong, các bạn thì nhìn thấy trên bản đồ con đây. Ruộng chính của chiến tướng đã bị chơi vào, những con nông dân ở bãi gỗ cũng đã bị chơi vào, Hào để nơi trồ à? Đúng không, Mạnh Hào đã để nơi trồ với chiến tướng không nhỉ? Đang bung nhà chính ra để có thể khai thác gỗ nhiều hơn. Đang ốp A đội bạn và sẽ đang ốp được BA với thủ chiến tướng. Tiểu tướng ngư đang mang quân sang để kê. Nhưng lượng quân của Mạnh Hào và những thủ chiến tướng đang ở đây là quá đông. Tham lại 91 đến từ game thủ Mạnh Hào và tỷ số được ngắn còn 1-3 dành cho bộ đôi chim chiến thắng Mạnh Hào. Một thế bài khung nhà đánh phát triển lâu dài cho game thủ chúng ta và đã đem về chiến thắng ở trong nội dung cung RCM. Vâng, chiến thắng đầu tay trong buổi chiều ngày hôm nay 1-0 dành cho bộ đôi chim chiến thắng Mạnh Hào và hãy cùng đến với trận đấu thứ tư ngay sau đây. Xin lỗi, trận đấu thứ năm. Xin lỗi là 1-3 nha anh em, gỡ được một trận đấy, 1-3. Gỡ được một